lắm vậy con, anh nghe chú nghe giống hết bạn bè đâu cưa Tết nha. Ai còn mấy tháng nữa Tết à, ông anh? Còn 4 tháng rồi. 4 tháng rồi, tiền đoan Tết rồi. Hồi bữa mới kêu bạn với tôi, giờ kêu ông anh luôn. Đi cho bạn, bạn. À, bạn với tôi đi được rồi. Bạn được không? À, rồi, khó quá trời. Khó lắm, cũng khó lắm luôn. Tết thì chở bắn có bông chơi nha. Đi không? Dám đi dẫn không trời? Tôi đi bắn bỏ luôn. Bắn ở đâu? Sao đấy cả vậy? Bắn ở ngoài là dùng nè. Ừ. Đó, ông bóng bằng bằng được nó mặc. Bạn ngoan Tết thì tôi sắm đồ Tết chưa? Dạ. Ừ. Sắm ha. Ờ, sắm đồ Tết chưa? Sắm à, quần giả với giày với đồ quét nha. Thay mặc đồ quét hả? Ừ. Đồ quét đen, đồ quét xanh. Vậy đó. Chứ không mặc đồ nữ, mặc đồ quét chơi vậy hả? Quét chơi à. Đóng thùng luôn. À, hôm qua em kia tôi thấy mặc đồ đá banh luôn phải không? Ok không? Đẹp. Dữ dằn không? Có đi đá banh không? Cái gì cũng võ sĩ cũng chơi. Hợp giác tinh thần cũng như thế. Bạn hiểu không? À, quần giải vậy nè, đóng thùng, đóng như nịch. Nịch tướng đẹp lắm đó, nên đồ nó 39 mà. Còn mang giày gì? Bây giờ là mặc áo sơ mi. Áo sơ mi à, rồi áo khoác ở ngoài cái áo vét. Áo vét. Rồi mặc quần tay. Không với nịch. Đây cho mình còn biết nịch nữa. Còn nắng bo. Ở dưới là mang về đâu góp đúng không? Góp, mang cái gậy luôn. Không có gì đâu, gậy. Cái tay đã đủ quá rồi. Ông cứ luôn nha. Vậy? Ông cưới tôi luôn. Gì vậy? Ừ. Giờ ép tôi cưới luôn hả? Ừ. Là khi tôi không cưới là sao? Ông cưới thôi tôi ở giá. Vậy luôn hả? Ừ. Tôi quan trọng tới vậy luôn hả? Thế sao? Trời ơi. Quan niệm chứ quan trọng gì? Vậy sao bữa kia ông kìa chú rể ta buồn kìa. Ảnh đi ông gà kìa. Bữa thấy kia. Thấy không? Ha, anh hiền đó. Phải giữ ông bà nhóc ha. Đồ chú cha vậy. Mời đi. Bạn giữ sinh nhật nói sao? Ờ, ngày mai bạn gái có đứa con gái mà sinh nhật đó, mà bạn trai chú dự nhà của cô qua dự tiệc buổi sinh nhật của con gái em vậy. Dạ. Bạn đãi bao nhiêu bạn? Ngày mai bốn bàn hả? Vậy sao bữa nói tôi đãi 300 bàn gì mà 300 bàn mà không có bàn nấu nè. Mời quê ca cả quyền đi luôn mà tới giờ đãi 4 bàn vậy. Quậy quá chịu không nấu. Chưa tới đây quá trời rồi mệt rồi. Đến đãi nhà mệt quá. Các bánh sinh nhật 3 tầng. Dạ, thôi đi uống đâu mà. Không muốn ngồi đây ăn cho quay phim. Dạ. Uống nữa đi, mà uống gì? Thôi em không uống nè. Anh uống không chưa? Anh uống chưa? Bạn đi. Ờ bạn uống chưa? Tôi uống rồi, tôi mới uống cho đi. Tôi uống rồi. Ừ. Anh em uống tấn nước không ta? Ông tốt mà. Mới uống tấn nước. Giờ 3 giờ hả? Giờ 2 rưỡi chứ 3 giờ. Dạ chợ 3 giờ mẹ. Để anh chị. Ở công tân hôn gầu mẹ. Quay quang nữa. 3 giờ đến giờ hoàng đạo hả? Ừ. Mời vô chỗ ăn cơm ăn cốc treo, chị Sương đãi. Ừ. Đừng ngày mai nữa. Nếu mất có nấu vô chỗ quay rồi ăn uống. Muốn tại khác nấu. Bữa nay chị Tăng rồi này cho. Có đầu bếp nấu luôn hả? Chị Tăng cho chú ha. Cho mẹ 500, em 700 với bánh sinh nhật rồi cũng mấy chị. Anh em còn 200 bánh tăng cho em bà. Ông hiền quá nè. Dễ thương chứ. Còn ngủ bên cô lãnh không? Có dám chơi với ông? Còn mệt không? Ngày nào cũng ngủ bên cô lãnh chứ. Mất xác luôn. Từ bữa giờ luôn. Đi đám tùm lum ha. Đám tùm lum, đám ma, đám vội, đám cưới, đi hết luôn. Ngày mai đi gấp sinh nhật nữa nè. Ở đâu? Ở nhà em ơi. Ở nhà tôi nha, trời. Mới mời người ta xong còn hỏi ở đâu. Bởi quá ngu sờ vậy. Em mốt đi em cứ dẫn tôi đi nha. Ok. Nha, bắn đồ quét luôn. Mặc sơ ra đi. Ừ. Hay mặc sườn sám này nọ đi, đừng mặc đồ quét. Bắn đồ quét đóng thùng mường. Chứ bây giờ chảo đầu mà chơi kiểu nào. Bạn đầm nó lại người ta luôn, mắc cái đầu. À, nè đây. Ừ. Đâm đẹp vậy. Mà quét rồi bà nóng thùng. Nóng vô mà. Thôi thôi thôi. Nóng đi. Thôi thôi. Đội nóng vô khe ơi. Tôi chưa thấy đội nóng. Ừ. Tôi chưa thấy. Đội nóng vô mày sinh nhật mới đúng đó. Rồi đội nóng vô mày. Rồi đội nóng vô mày sinh nhật đây. Rồi bắt đầu mày ơi, mày lại. Bữa là đang quay cái bạn tôi mới đi vô. Mày lại coi. Được không? Được, đẹp. Thế ngày mai con gái em sinh nhật mời mấy bạn trai, bạn gái để ủng hộ giùm em cho em. Dạ. 9 giờ em đãi tại nhà của cô qua. Có gì mấy anh bỏ qua thông cảm sẽ thứ tội giùm em. Tôi đó giờ tôi không có mời á chứ. Trong lúc mà chứ đâu anh tôi còn sống mời trong nhà tôi thông cảm bỏ qua đúng không? Ừ. À, ngày mai có mời bên nội bên ngoài luôn không? Không có, mời bên Lệ Thủy bên Dương có nhưng mà không mà. Mời đàn trai đàn gái luôn em. Nội ngoại chết trên rồi. Cha mẹ cũng chết luôn. Anh sinh nhật là chuẩn bị cũng đi luôn. Bây giờ đi đâu? Đi xuống ông phụ vậy đâu. Trời ơi. Vậy ta thế thì chứ. Nó bậy không à. Thì sống hoài làm gì. Ôi,
cây quay chết cái cỏ sông tâm thành quỷ làm gì đúng không? Bởi vì cây không trái, cây độc không con. Là gái đẹp mà không có chồng cũng như tượng đá. Thấy không ai chọc kẹo. Phật mà nó có vợ có chồng. Ai đẹp đâu, gái nào đẹp đâu. Hả? Hả? Có vợ chồng bậy bạ. Mơ. Bậy bậy. Mơ. Trời ta có vợ quá. Mơ. Không có luôn. Đừng đừng nói tới tâm công giáo. Dạ. Mơ. Gái nào đẹp đâu mà. Hả? Gái nào đẹp đâu. Gái nào hả? À, gái nào đẹp đâu chỉ kìa. Gái Tây Nguyên mà đẹp. Vậy bữa kêu gái miền Tây, vậy ta kêu gái Tây Nguyên. Khó quá trời đó. Tôi khó lắm. Bởi vì bữa tôi là nói tôi là một mắt một con. Tôi coi ông nha. Rồi coi đi. Ông ăn học nha. Ông khó. Ông vui vẻ lắm. Mà nữa sao này ông gặp con vợ tâm thần. Trời ơi. Trời nó khiến ông vậy đó. Nó sen. Sen vô sen ra. Nó sen vậy đó. Ông khó nói chuyện đàng hoàng mà nó ông gặp con vợ điên tâm thần. Tôi nói vậy thôi. Nó có gì ông lại gặp tôi. Nó nói chuyện cho ông nghe. Tôi nói vậy đây anh. Ở đời thì cái vô duyên lắm. Ít ai mà đẹp vợ đẹp chồng mà hòa hảo. Vậy đó, vậy mà ông thương nhỏ đó. Đi đâu ông bỏ nó không được. Không được bình thường. Ừ. Trời ơi, đâu phải ông nói muốn vợ đẹp chồng đẹp sao? Anh đẹp lắm, phải gặp con vợ chờ ban bố. Tôi đẹp không? Đẹp. Thích không? Hả? Thích không? Không. Không thích hả? Ừ. Ok. Thích chi? Thích chi? Ừ. Ngu sao thích chết sao? Hả anh Tiến? Ừ. Làm gì? Ừ. Ở độc thân cho nó khỏe. Ừ. Con gái mà thích đẹp trai là chết á. Chết không? Trai thích gái đẹp chết. Thích chi không? Tôi giờ đi đám tiệc á, tôi vô ăn ồ ồ tôi tụt xuống tôi dám nhìn nè. Mở mắt luôn ăn chén cơm rồi tôi ồ ồ đủ rồi nắm mắt. Tôi không nhìn nè. Nhìn chi? Nhìn ra mắt không? Không dám nhìn dài đúng không? Ừ. Nhìn đa tình chi tình cặp mắt mình nè. Bà có nhìn nó không nhìn rõ ràng. Chứ đâu kìa. Tôi lúc trong lòng tôi thấy rõ ràng. Thấy không? Thấy. Ở đâu không thấy ở đâu? Ở dưới đây nè, lúc trong lòng tôi thấy. Tôi hai đứa ôm hả? Tôi quay phim ra đàng hoàng. Vậy đó hả? Ừ. Có ôm không? Nẹo nẹo đâu. Không thấy ôm ở này nè, mà có gặp ông Kiểm. Dạ. Đẹp trai không? Đẹp trai. Đẹp trai mà không bằng tôi. Dạ. Đúng rồi. Bụng khỏe mà. Ông nói tôi ăn qua đó anh Tiến. Ừ. Em có chừng nhật có dư dư anh múc cho em, anh bọc anh đói. Ừ. Lại. Múc luôn. Đúng cho tiền ông qua cho ông nghe. Dạ, ngày hôm nay hết bệnh phải không? Dạ. Bệnh mình bệnh anh ơi, bệnh đâu bệnh hoài. Nay là tỉnh phải không? Ừ. Chứ bữa tôi vô tôi thấy tới cổng chuyện lắm luôn rồi. Cái bữa Tiền Giang vô cái chị kia cho nhỏ chuyện nè. 26 triệu. Ở bên Mỹ gửi về camera. 26 triệu hả? 26 triệu đang. Chị nói hay sao? Chị nói mua tiền luôn, 26 triệu. Chị Tân là bữa cho đai bông. Đai bông hả? Mời bà Tân. Rồi cho đồng hồ nhẫn gì chưa? Chưa. Anh cho đi. Anh hả? Có tiền đâu. Anh cho chiếc xe ra đi. Cho cái đồng hồ luôn đi. Mèo lắm luôn á. Dạ. Ừ. Cho chiếc kiện đi, để kỷ niệm. Anh em ruột cái gì? Xong cái bạn bè vàng vòng đời bây giờ chết thì thời buổi mà không có xài vàng thì tiền làm mẹ vậy. Ủa mà bạn bè hay cho chiếc kiện, nó cô dâu chú rể cho chiếc kiện chứ. Bữa nay sống ngày mơ chết là mình tình nghĩa đi. Mới mốt cái ông có gì không đỡ bụng cũng cho ăn cơm tiền. Vậy luôn ha. Ừ. À, nhưng mà tôi có tiền. Ông giàu đó. Tôi mà giàu gì tôi đem đó. Tiền đâu? Còn bên cô lãnh không? Còn ngày nào cũng bên cô lãnh mà. Dạ. Bữa giờ mấy ngày tôi không tới đây, 5 ngày rồi phải không? Chừng nào ông đi Úc? Năm sau đi. Dạ. Đi ông về đây. À bạn vui không? Nụ cười giỡn không? Vui lắm. Dạ. Rồi có bạn gái à? Có. Có. Ngủ chung luôn hả? Không. Ngủ riêng hả? Ngủ riêng. Không cho ngủ chung. Chỉ đi chơi chung chứ không có ngủ chung. Bây giờ tôi cũng vậy nè, đâu có cho ngủ chung. Ừ. Ngủ mình anh luôn. Không nằm kế bên không? Chứ không ngủ chung ha. Ừ. Chỉ nằm kế bên chứ không ngủ chung. Đi dữ hả? À? Ngủ ban đêm mà ngày mai mình xa nhau. Làm việc. Có ngủ chung không? Tối cho ngủ chung không? Tôi quen ngủ một mình rồi. Ngủ mình đi. Ừ. Bớt cô đơn anh Tư. Chú làm mẹ gì mà trai gái thọ thọ bắt tiếng chảo. Trai gái thọ thọ bắt tiếng khăn. Nói chuyện không vui, ông khó quá. Tân hả? Ông tốt không vô đây. Tân dễ lắm á. Hả? Tân dễ lắm. Khó. Không, Tân dễ tôi. Khó lắm á. Bé nói chú khó lắm. Cho tiền cho bạn. Ông cho cũng thấy tôi ngủ. Anh không mà khó bằng anh ha. Ừ. Anh khó lắm á. Thôi vô cơm nè quý vị ơi. Gấp chiều đi. Đi. Nói bụng ai nấu? Tôi nấu hả? Cho mà ngàn trả luôn nè. Cho tiền nè, vô tiền. Có 10 ngàn à? Đi. Để cho anh trả đi. Để bạn đi. Không cần nữa đâu, một con vô. Có 10
Tính tiền nè em. Đói bụng mà chuẩn bị vô ăn cơm mà. Bạn nó tốt hơn tiền vàng đó mà. Nó nói bạn tốt mà bạn. Cái tình có nghĩa cao. Cái tình nghĩa cao không? Ok, tôi không tốt. Ok, luôn không? Chèo không? Chèo không? Ok, 50 quên. Bên tàu, bên tay. Nó lên, nó lại. Nó lên. Nó lên kia kìa. Mày đi vô nha, xe khổ luôn nha. Vô. Lá lên mưa coi. Ôi, tiếng cũng chào tất cả các chú anh chị em, tiếng cũng có đồ đấy nha.